Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo các công trình điện trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì kiểm tra tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW tại tỉnh Thái Bình. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo báo cáo của trưởng ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình 2, công trình này có tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, tiến độ công trình đã đạt gần 84%, số vốn giải ngân khoảng 31.000 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ, trong đó khó khăn lớn nhất được chỉ ra là cơ chế tài chính. Cụ thể, dự án được cấp vốn theo cơ cấu 30-70, vốn vay vốn chủ sở hữu. Mặc dù đã cơ bản hoàn thành lắp đặt các thiết bị chính, tuy nhiên hiện còn một số công việc và thiết bị phụ vẫn chưa kết thúc công tác lắp đặt, dẫn đến công tác chạy thử vẫn bị chậm. Đồng thời, việc tranh chấp về thời hạn bảo hành thiết bị kéo dài tiềm ẩn rủi ro cho tổng thầu cũng như chủ đầu tư. Theo ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong muôn vàn khó khăn của dự án này có 4 vấn đề lớn, trong đó khó khăn lớn nhất chính là bất cập về cơ chế, thể chế. Còn theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, khó khăn lớn nữa của dự án này chính là năng lực của tổng thầu EPC là Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng nhà máy điện than. Tổng tiền PVC làm thất thoát từ dự án khoảng 1.115 tỷ đồng, dẫn đến nhiều hệ lụy cả về chi phí, tiến độ, pháp lý, ảnh hưởng đến nguồn lực trong triển khai dự án, chi phí quản lý dự án của tổng thầu tăng lên cao do kéo dài tiến độ, một số chi phí thực tế tổng thầu PVC đã thực hiện, nhưng chưa đủ cơ sở để chủ đầu tư chấp thuận như chi phí khắc phục, bảo dưỡng hư hại vật tư, thiết bị, chi phí bảo quản do kéo dài tiến độ. Theo ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có ít nhất 5 cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo đảng, nhà nước về vấn đề này. Tuy nhiên, tháo gỡ trước tiên thuộc về chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhà thầu và PVC cần ngồi lại, kiểm tra, kiểm soát để có đủ niềm tin trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông cũng đề nghị cả 4 cơ quan đại diện chủ trì hôm nay tay tư có văn bản gửi trình lên Chính phủ trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành tham dự, đồng thời cần thiết thành lập một ban chỉ đạo cấp nhà nước để trực tiếp giải quyết dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết dự án nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo cân đối cung cầu điện. Nếu đảm bảo giải ngân chặt chẽ đúng tiến độ thì đây là giải pháp quan trọng nhất để bảo toàn vốn đầu tư nhà nước cho những công trình điện quan trọng. Do đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ ngành phải nhanh chóng gửi ý kiến để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng, Thường trực Chính phủ vào cuối tháng 7 này dựa trên các đề xuất của PVN.